Hello, xin chào mọi người. Mình là Dương Taxi Ngọc. Nay mình chở khách đi cửa khẩu qua Tắc Thiết. Tới đây à, cửa khẩu đồn biên phòng cửa khẩu. Đây, cửa đường từ cửa khẩu Tà Thiết về Bình Long. Đoạn đường rừng chở khách đi casino cờ bạc. Đường giờ ngon lành, mới có nửa năm đi ôm xe đi đánh quân bài quá trời luôn đó, quá những con bạc đi đó, đi xe hơi đi không, đi taxi đi không nha mọi người. Có đi bông máu đỏ đen thì kêu taxi Dương Taxi Ngọc chở đi nha, chở đi casino cửa khẩu Tà Thiết nha. Chủ yếu mở con đường để cho dân đi casino thôi. Biết xuất hàng hóa được nhiều không? Mình có bắt bon mình hôm qua casino, casino quay chiến hay sao? Mở đường ngon quá. Nhìn đi đi gì đánh bài giờ cũng sướng, đi xe hơi không?
tiết đây rồi.
thương từ cửa khẩu Tà Thiết về cầu Cần Lê. Trung miền Bắc những con bạc mình mới có được cuốc taxi mà đi. Quảng Bình cũng có, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có. Xin thông báo sân bạc các cửa khẩu Tà Thiết đã mở nha, ai taxi thì đi nha. Alo 0984 23 6373, taxi Ngọc đưa đón. Đây là con đường từ cửa khẩu Tà Thiết đi ra nha, đường rất rộng, thoải mái. Xin nhắc lại, mình là Dương Taxi Ngọc, số điện thoại là 0984 23 6373, kênh YouTube của mình là A Còng Dương Taxi Ngọc. Mình vừa chạy taxi vừa làm YouTube quay lại những cái đoạn đường, những cung đường và những địa điểm, những nơi mình đã xem, đã chạy qua để lưu lại làm kỷ niệm. Ví dụ như sau này về già không có chạy taxi nữa thì lâu mình không đi tới đó nữa, mình coi lại hoặc là thấy cái gì hay đẹp đưa lên để mọi người cùng xem, cùng bình luận, cùng chiêm ngưỡng. Trước thì đường này đang xấu lắm, đường này nó mới làm đổ nhựa la ngon chạy
trước đi tới đây là cả một vấn đề, là giờ đường rộng thoáng đẹp. Xe của mấy con bạc đây đó, Việt Nam không chịu mở để thu thuế mà để cho dòng tiền chạy ra nước ngoài hết, cũng mà mở casino ra lên rồi cũng người chơi ở trong bạc đánh xe bán tải đi. Mình ra tới quốc lộ 13 rồi nha, là cổng chào của khu du lịch Tà Thiết. Sắp hết khu di tích Tà Thiết rồi. Khu di tích Tà Thiết, hẹn gặp lại quý khách. Bộ căn cứ chỉ huy quân giải phóng và đã ra tới quốc lộ 13. Xin chào mọi người, mình xin kết thúc clip này tại đây. Nếu quý vị thấy hay, xem và like mình, nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Kênh của mình là Dương Taxi Ngọc. Tới Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, xin hẹn lại quý khách.
hẹn gặp lại quý khách. Đây, con chào mình. Rồi, kết thúc đất Lộc Minh rồi nha. Bắt đầu 19 8 7 4 5 2 1. Cầu Tình Lê là tới Bình Long, xin gặp chào quý khách. Xin kết thúc clip.